sau thỏa thuận trả 130 triệu bản Anh tiền thuế truy thu trong một thập kỷ qua tại thị trường Anh. Google đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích và nghi ngờ không chỉ từ những nước châu Âu mà còn từ nước Úc về việc liệu tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới này đã đóng thuế đủ hay chưa. Ngay trong lúc này, Hội đồng Thương mại Hà Lan lại công bố một báo cáo khác cho thấy trong hai năm qua, Google đã trốn hàng tỷ đô la tiền thuế trên toàn cầu. Bắt đầu từ 4 năm trước, EU đã chú ý đến Google một trong những tập đoàn lớn trên thế giới nhưng lại trả thuế doanh nghiệp rất thấp so với doanh thu toàn cầu của tập đoàn. Một trong những vụ khiếu nại về thuế gây chú ý nhất của đại gia Google gần đây thuộc về thị trường Anh Quốc, sau khi bộ phận điều tra thuế tại Anh điều tra hoạt động trả thuế của Google trong 6 năm. Sau hàng loạt các tranh cãi về việc Google chuyển lợi nhuận sang các chi nhánh khác để trốn thuế trước Quốc hội Anh, Google đã thỏa thuận trả cho Anh 130 triệu bảng xem như khoản tiền truy thu thuế trong một thập kỷ qua. Từ năm 2005 đến năm 2015, tuy nhiên con số này vẫn khá nhỏ bé so với những khoản doanh thu khổng lồ của Google tại Anh. Trong một báo cáo mới công bố của Hội đồng Thương mại Hà Lan, tập đoàn Google đã né được khoản tiền thuế toàn cầu lên đến 2,4 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2014. Như vậy, Google đã trốn thuế bằng cách nào? Câu trả lời chính là nhờ vào cơ cấu thuế Double Iris, Double Sandwich của chính phủ Ireland. Google thành lập một công ty ở Ireland có tên là Google Ireland với khoảng 2.000 nhân viên và một công ty khác có tên là Google Ireland Holdings, không có nhân viên hay cơ sở vật chất nào. Và Google Ireland Holdings có trụ sở đặt tại Dakota, nơi không đánh thuế doanh nghiệp. Ngoài ra, Google còn sở hữu một công ty đặt tại Hà Lan có tên là Google Netherlands Holdings BV. Vậy ba công ty này liên hệ với nhau như thế nào? Giả sử có một khách hàng chi 1.000 đô la Mỹ để sử dụng dịch vụ của Google, tập đoàn này sẽ chuyển 800 đô la Mỹ cho Google Island Holdings để thực hiện thương vụ. Sau khi khấu trừ một số chi phí, Google Island Holdings sẽ chi khoảng 770 đô la Mỹ, tương đương 700 euro, để giao thương vụ này lại cho Google Island, vì đây mới là công ty con thực sự của Google, vì có đầy đủ cơ sở vật chất và nhân viên để vận hành. Sau đó, Google Ireland sẽ chuyển số tiền này lại cho Google Netherlands Holdings và theo quy định tại Hà Lan, số tiền này sẽ được chuyển thẳng về cho Google Ireland nên sẽ không bị đánh thuế thu nhập doanh nghiệp. Đó chính là cách Google trốn được hàng tỷ đô la Mỹ tiền thuế trong những năm qua. Theo thông tin đăng tải của báo chí phương Tây, trong năm 2014, Google đã chuyển 12 tỷ đô la Mỹ đến chi nhánh công ty đặt tại Bermuda. Mặc dù Quốc hội Ireland đã tuyên bố sẽ loại bỏ lỗ hỏng thuế Double Irish này, nhưng những công ty vẫn đang áp dụng cơ cấu thuế này như Google sẽ còn được áp dụng cơ cấu này cho đến năm 2020. Báo cáo của Hội đồng Thương mại Hà Lan đưa ra trong thời điểm Google đang đối mặt với những nghi vấn và chỉ trích của nhiều nước châu Âu khác về việc liệu Google đã đóng đủ thuế. Không chỉ dừng lại ở đó, thứ năm tới đây, ông Sundar Pichai, CEO của Google, sẽ có cuộc họp với bà Margaret Vestager, ủy viên Hội đồng Cạnh tranh EU liên quan đến điều tra chống độc quyền trong hoạt động quảng cáo online của Google. EU sẽ mở lại vụ điều tra cáo buộc Google sử dụng vị thế độc quyền về công cụ tìm kiếm trên internet để sắp đặt thứ tự kết quả tìm kiếm cũng như áp đặt kết quả tìm kiếm để cạnh tranh với đối thủ. Vụ điều tra này đã được tiến hành trong 5 năm qua nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết. Nếu như bị phát hiện có vi phạm luật chống độc quyền, Google có thể bị phạt tiền với tổng giá trị bằng 10% doanh thu toàn cầu, tương đương 6,6 tỷ đô la Mỹ.